Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình là Oppo Reno 5 nha. Thì như cái bản trước thì mình đã thấy một cái bản cập nhật của Android 13 và phiên bản ColorOS 13 luôn nha. Thì các bạn khi mà mình cập nhật lên nó dung lượng rất lớn nhé. Sau khi mà mình cập nhật một cái bản 2.82GB vẫn là cái phiên bản ColorOS 12.1 và Android 12 thì mình đã có thấy cái bản cập nhật 5GB này nhé. Và mình lên luôn nhé. Thì để test cho các bạn xem cái bản này nó có gì mới hay không. Thì khi lên cái bản này thì mình thấy là cái giao diện của nó hoàn toàn khác với cái bản trước, là cái chỗ là ví dụ nha, phía ColorOS 12 là nó chỉ thay đổi về những cái hình icon này, nó sẽ có cái màu mới hơn. Tuy nhiên xong lên 12.1 thì nó sẽ có một cái đường kẻ vạch như thế này để ngăn cách ra cái mục này là mục kết nối, mục nào liên quan đến hiển thị màn hình và cái mục nào liên quan đến bảo mật đấy, ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ lên cái ColorOS 13 này, trên cái ColorOS 13 Android 13 là nó sẽ chuyển hẳn vào một cái tab, một cái mục trắng như thế này luôn, và nó sẽ phân cái mục ấy ra thành từng cái mục luôn. Đây, ví dụ như wifi, mạng di động, bluetooth các thứ nó sẽ tách ra thành một cái mục riêng, nó không có để cái đường kẻ nữa mà nó sẽ tách ra thành một cái mục trong một cái mảng ô vuông trắng riêng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn khi mà các bạn vào mấy cái cài đặt mạng di động các thứ này, nó đã thiết kế nó tinh giản đi, nhìn nó gọn gàng hơn các thứ và nhìn nó tốt hơn. Đấy, còn về cái mặt màn hình, hình nền và kiểu thì trước đây là các bạn sẽ thấy là có một cái mục là màn hình và sau đó là cá nhân hóa, nhưng mà bây giờ nó đã gộp chung lại rồi và nó thiết kế các thứ. Vì các bạn có thể thấy là ngay cả cái vào cái mục âm thanh này, các bạn thấy là trước đây là cái đường kẻ đen để kéo qua kéo lại, nhưng bây giờ nó thiết kế thành đường kẻ xanh và nó thiết kế làm cho nó cái độ sắc bén, cái độ thiết kế của nó nhìn nó đẹp hơn, bắt mắt hơn rất là nhiều nha. Còn về cái mục màn hình khóa này, màn hình chính và khóa này thì nó cũng nó sẽ tối ưu để cho các bạn thêm cái nhiều lựa chọn hơn để quản lý tác vụ gần đây, thông tin RAM đồ các thứ rất là chuẩn ấy luôn này. Cái đợt trước là nó sẽ có một cái mục cài đặt bổ sung hoặc là thêm này để cho các bạn hiển thị thông tin RAM các thứ, nhưng bây giờ nó đã đưa vào đây rồi. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể cái đấy là cái thay đổi thứ hai rồi. Còn cái tính năng đặc biệt thì các bạn vẫn sẽ có những cái tính năng như vậy, nhưng mà nó sẽ chia vào những từng ô cho một cái tính năng như vậy, nó sẽ nhìn đẹp hơn rất là nhiều nha. Đấy, về pin này các bạn bấm vào, ngày trước là nó sẽ hiển thị phần trăm pin và cái dung lượng các thứ, nhưng bây giờ nó có một cái ô pin như thế này để cho các bạn nhìn thấy nó bắt mắt hơn và nó ấy hơn, trực quan hơn. Và ví dụ như các bạn có thể có các chế độ tối ưu dành cho pin ở đây, thì những cái này nó đã có từ pin trước rồi, cái phiên bản ColorOS trước rồi đấy. Và cái cài đặt bổ sung này thì bây giờ nó lại thêm cái đến cái phiên bản Android 11 mình thấy các cái đặt bổ sung này có nha. Lên Android 12 mà ColorOS 12 mình lại không thấy, nhưng mà lên ColorOS 13 mình lại thấy có cái cài đặt bổ sung ở trong đây, thì nó lại có những cái này. Đấy. Thì nói chung là, nhưng mà mình thấy là cái mục này nó chia ra thành cái tab như thế này rất là đẹp mắt nha. Và cái màu sắc về các icon các thứ này nọ là nó cũng đã thay đổi đi nha. Ví dụ như cái phần cài đặt logo, cài đặt về logo, những cái này nó cũng đã thay đổi đi rất là nhiều. Và nó thay đổi là thay vì màu sắc nó nhợt nhạt và đơn giản hơn, thì bây giờ nó tinh chỉnh đi là rất là nhiều màu sắc đa dạng khác nhau để cho nó hiển thị đẹp hơn rất là nhiều nha. Tiếp đến là các bạn sẽ vào cái mục giới thiệu thiết bị, thì các bạn có thể thấy là trước đây là nó chỉ có hai cái mục bên này với lại một cái mục cập nhật phần mềm ở trên này. Đấy, còn ngoài ra ở dưới thì nó chỉ ghi là RAM bao nhiêu như thế nào, nhưng mà bây giờ nó làm cho nó thiết kế đẹp hơn. Và cái thứ hai là nó ghi chi tiết hơn rất là nhiều nha. Ví dụ các bạn có thể thấy vào đây là tên thiết bị là Oppo Reno 5, bên này bộ nhớ trong này. Đấy, RAM thì các bạn có thể hỗ trợ RAM ảo nha. Thì bây giờ hồi trước là cái phiên bản ColorOS 12 các bạn có thể hỗ trợ RAM ảo là 8GB, thì có hỗ trợ là tối đa là 5GB RAM ảo. Tuy nhiên là các bạn lên cái bản này thì các bạn có thể là tăng thêm 4GB hoặc 6GB hoặc 8GB RAM ảo luôn nha. Tăng hơn rất là nhiều nha. Tiếp đến là nó có hiển thị cả dung lượng pin ở trên đây cho các bạn thấy luôn nha, là nó 4310 mAh, nó coi như là sâu gần như cấu hình máy ra, cái cỡ màn hình 6.4 inch. Và tiếp đến là cái chip của nó là 720G, thì cái bản trước nó cũng đã hiện rồi. Còn camera trước và sau thì là 44 chấm này, sau là 64 chấm, và góc rộng 8 chấm, và hai camera phụ là 2 chấm này, nó hiển thị hết ở đây, nó làm cho cái giao diện của mình nó trực quan và nó thông tin chi tiết hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đấy. Còn các bạn khi mà bấm vào cái mục hình nền và kiểu này thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái chủ đề mới, cái màn hình hình nền mới cho các bạn lựa chọn nha. Đây, và nó có rất là nhiều cái tính năng mới ở trên cái màn hình Always Display cho các bạn này, các bạn cài những cái đó vào để các bạn thêm những cái thông báo, những cái này kia. Và nó còn thêm được nhiều cái rất nhiều emoji vào cái màn hình của các bạn này. Đấy này, gấu trúc này, mấy cái hình đồng hồ các thứ nó sẽ cập nhật mới nên rất là nhiều. Đấy, về cái mặt hình nền này các bạn có thể chọn được những cái hình nền mới hơn, màu đen sâu hơn, hoặc là những cái màu nó ảo diệu hơn rất là nhiều. Đấy, nói chung là khi mà cập nhật lên cái phiên bản Android 13 này ấy, thì mình thấy là thứ nhất là về cái giao diện của nó là trực quan hơn, thứ hai là thiết kế cái nó đẹp hơn, và thứ ba là nó thông dụng và chi tiết hơn rất là nhiều. Đấy, và cái emoji của nó rất là ngon. Đấy,
Còn về cái hiệu năng mà vuốt qua vuốt lại mình cảm thấy nó vẫn rất là mượt. Đấy, mình phải công nhận là cái vuốt qua vuốt lại của nó rất là mượt. Về cái RAM chống của nó thì tối ưu thì cũng ổn. Đây, về cái các bạn có thể thấy là ngay như cái phần giao diện này, cái thiết kế của cái icon nó cũng đã thay đổi đi khá là nhiều. Ví như tin nhắn, cuộc gọi rồi các thứ nó thiết kế nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều, và kể cả cái hình camera này cũng vậy luôn. Còn khi mà các bạn vào cài đặt camera thì các bạn có thể thấy là đây, như cái phiên bản Color Android 11 thì nó là 0.6x, 1x, 2x. Xong lên phiên bản Color S12 thì các bạn sẽ thấy là cái hình ba cái cây, xong một cái cây lại hai cái cây, một cái cây gì đấy. Bây giờ nó lại đổi lại vẫn là 0.6x với 1x này, nó đã thay đổi lại như cũ, và nó cho các bạn chia cái tỷ lệ khung hình các thứ rất là rõ ràng. Đây, các bạn chuyển sang chế độ video nha. Thì các bạn bật quay video chống rung lên thì mình đã phát hiện ra một điểm yếu này. Có nghĩa là điểm yếu này là gì? Nó giống Samsung nha. Là cái con Oppo này khi mà các bạn bật chống rung lên nha, là đây này. Cái bản trước đó là mình bật chống rung lên thì chuyển động nó rất là mượt. Đấy, và thứ hai là camera nó không bị tối, không bị nhiễu, nhưng mà khi mà lên cái bản này cái là các bạn bật camera siêu chống rung lên nó đã bị tối đi này. Ảnh nó bị, cái video nó bị nhiễu đi khá là nhiều này, các bạn thấy không? Nhiễu đi cực kỳ nhiều, khi mà các bạn tắt đi cái là nó lại đỡ nhiễu đi hẳn. Đấy. Và cái này thì các bạn có thể bật được độ phân giải là 4K vẫn như cũ, nhưng mà các bạn có thể vẫn chọn được 60fps này, là cái này nó không có bị sụt giảm nha. Đấy. Nhưng mà cái điểm sụt giảm là khi các bạn bật chống rung lên, camera của nó bị rất là nhiễu và rất là tối nha các bạn. Các bạn chú ý cái điểm này nha. Về chân dung các thứ thì nó lại thêm nữa, vẫn đầy đủ các tính năng này, siêu HD này, nó còn có video với sáng kép này. Đây là cái tính năng mới, nên nó có dấu chấm than đỏ ở đây. Đấy. Ngoài ra thì nó cũng không có gì nổi bật lắm, cũng như cũ thôi. Thêm được một vài tính năng mới. Này, với nó còn có chế độ độ phân giải cao 2 này. Đấy, rồi HDR Auto này các thứ này, cài đặt này. Hình mờ này, nếu các bạn vào đây cài đặt thì nó cũng cho phép các bạn tắt âm thanh chụp ảnh đi nha. Đấy, hình như trong bản trước hình như không có cái mục tắt thì phải. Đấy, thì các bạn có thể vào tắt cái âm thanh chụp ảnh đi, và nó chia các icon, các cái mục ra rất là rõ ràng nha. Đấy, nhìn và nó trực quan hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cái video là nhược điểm của nó là cái camera chống rung của nó đã bị ấy rồi nha các bạn. Đây, các bạn bật cái camera chống rung của nó lên thì nó đã bị nhiễu đi nhiều nha. Nhiễu mà nó còn tối đi nha các bạn, chứ không phải là nhiễu mà nó sáng đâu. Đây. Này, tắt chống rung và bật chống rung lên. Nó vừa tối mà nó vừa nhiễu luôn. Đấy. Còn tắt chống rung lên thì các bạn thấy là nó chuyển động mượt mà, đấy, hoàn toàn bình thường. Bật AI lên thì cái video của các bạn nó sẽ sáng hơn rất là nhiều này, thấy không? Đấy. Nhưng mà chống rung thì các bạn không thể bật AI lên được nhá. Đấy, thì nói chung tổng quan về cái máy này thì nó cập nhật lên cái giao diện nó trực diện tốt hơn, về các thứ nó ngon hơn, nhưng về cái quay camera chống rung của nó đã bị sụt giảm nha. Và so với cái bản trước quay video chống rung của nó rất là ngon, nó không bị nhòe, không bị tối, nhưng mà khi lên cái bản này các bạn, cái camera chống rung của các bạn nó quay nó sẽ bị tối và bị nhiễu đi rất là nhiều, giống như cái con Samsung A52s 5G của mình nha. Thì nói chung tổng quan thì cái video này của mình cũng chỉ nói qua một vài điểm mới của nó thôi, nó cũng không có gì hot lắm đâu, chỉ một vài điểm mới để cho mình tham khảo thêm. Đấy, thì video này của mình đến đây kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.